Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay các bạn tập của mình một bài vals trên nền nhạc của một bài hát có tựa đề Việt Nam quê hương tôi. Bài này gồm tất cả 12 câu, bắt đầu bằng chân trái. Chúng ta tập luôn nhé. Kết hợp động bắt tay luôn ạ. Chân trái hôm nay 1 2 3. 2 2 3. Câu 3 này. 3 2 3. 4 2 3. Tức là 4 câu đầu đi giống nhau. Thế thì cái tay như sau. Nào, chân trái bước này. 1 2 3. Là lúc này là tay phải lên cao và tay trái đưa ra đằng trước. Câu 2. 2 2 3. Thì ngược lại, đó là tay trái đưa lên cao và tay phải đưa ra đằng trước. 1 2 3. 2 2 3. 3 2 3. 4 2 3. Đấy. Các bạn lưu ý khi bước khi đi vang, các bạn lưu ý khi đi vang thì cái nhịp đầu tiên là chúng ta phải trùng gối để chúng ta bước, và cái nhịp thứ hai và nhịp thứ ba thì chúng ta đi bằng ước bàn chân nhé. Mình đi lại đây này. 1 2 3. 2 2 3. 3 2 3. 4 2 3. Câu 5, chân trái bước lên nhá. 5 2 3. Câu 6, lùi chân phải xuống. 6 2 3. Câu 7, lại chân trái bước lên đồng thời lật ra mặt sau theo hướng tay trái 180 độ. 7 2 3. Câu 8, chân phải bước lên trở về. 8 2 3. Mình đi lại từ câu số 1 này. 1 2 3. 2 2 3. 3 2 3. 4 2 3. 5 2 3. 6 2 3. 7 2 3. 8 2 3. Câu 9 này. Câu 9 là chân trái bước chéo sang bên phải. Trùng gối này. 9 2 3. Câu 10 là chân phải bước chéo sang bên trái. Trùng gối nhé. 10 2 3. Đấy. Câu 11 là chân trái lại bước chéo sang bên phải, đồng thời xoay 90 độ theo hướng bên tay trái. 11 2 3. Và câu 12, chân phải bước lên đồng thời xoay đủ một vòng 360 độ. 12 2 3. Là bắt đầu chuyển một hướng mới. Mình đi lại từ đầu. 1 2 3. 2 2 3. 3 2 3. 4 2 3. 5 2 3. 6 2 3. 7 2 3. 8 2 3. 9 2 3. 10 2 3. 11 2 3. 12 2 3. Bắt đầu đi một hướng mới. 1 2 3. 2 2 3. 3 2 3. 4 2 3. 5 2 3. 6 2 3. 7 2 3. 8 2 3. 9 2 3. 10 2 3. 11 2 3. 12 2 3. Hướng thứ 3. 1 2 3. 2 2 3. 3 2 3. 4 2
2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, 9, 2, 3, 10, 2, 3, 11, 2, 3, 12, 2, 3, thứ tư, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, 9, 2, 3, 10, 2, 3, 11, 2, 3, 12, 2, 3. Đi hết hướng thứ 5 thì chúng ta có một phần restart. Đó là chúng ta sẽ lặp lại 4 câu đầu 2 lần. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Sau đó là chúng ta lại đi lại restart từ đầu. 1, 2, 3. Như vậy mình vừa hướng dẫn các bạn 12 câu vance của bài Việt Nam quê hương tôi. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.